À, cũng làm được nhưng mà thêm cái chổng tre nữa chứ. Ở nhà hẹp cái chổng tre. Làm mà thở, làm mà thở sợ. Cảm giác là người xung quanh người ta biết thì chắc chết. Có vẻ nhẹ nhàng đúng không? Thôi chứ làm mà nhẹ nhàng mà từ từ cho nó xong chuyện để cho rồi. Coi như mình có đêm tân hôn đó. Ừ, đúng rồi. Là cuối cùng vẫn có đúng không? Dạ vẫn có. Nghe kể tưởng tượng không có không ạ. Tôi không phải. Chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lâm Phát Đạt, năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp là công nghệ thực phẩm. Dạ, em tên hơi ngộ ngộ tí, khó đọc lắm. Em tên là Trần Thị Kim Len. Nhưng mà... Len hả? Dạ đúng rồi. Len sợi á? Dạ, không phải, Len L. Len ở đây là Len, mà L, E, L. L. Len. Đúng rồi. Ủa sao cái tên của em lại là Kim Len? Ủa đọc dữ vậy? Bởi vì ai kêu em cái gì là em cũng biết kêu em chứ. Mấy bạn kêu là cà le, le le chứ không có kêu Kim Len, khó đọc quá. Nhưng mà tại sao ba mẹ lại đặt tên như vậy? Cái này là do bà nội đặt. Một phần nhiều khi viết sai chính tả. Đúng. Tại vì khi nghe là kể lại á, khi ra phường đăng ký á, người ta hỏi viết đúng chưa, cái cha mới nói là đúng rồi. Mà em có bao giờ em hỏi cha hoặc mẹ hỏi là cái ý nghĩa của cái tên này không? Không có ý nghĩa, viết đại. Nhưng mà là em là người gốc, có gốc có lai gì không? Dạ dân tộc. Dân tộc gì em? Dân tộc Kinh. Em đã lừa Thuận một cú ngoạn luôn. Dạ thật là dân tộc Kinh. Rồi Kim Len là năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ năm nay em 35 tuổi. Cũng ngành chung với chồng em là công nghệ thực phẩm. Đang làm ở văn phòng. Như vậy là Kim Len lớn hơn anh xã 2 tuổi đúng không? Dạ đúng. Rồi hai người lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên thì em gặp bà xã em là em không có biết mặt bạn này. Mà em ở chung với một cái thằng bạn. Xong sau đó em đi dọn nhà trọ. Do lúc đó em vừa học cao học mà em lại vừa phải đi làm. Ban ngày em đi làm thì em không có thời gian để em dọn. Thì em đã dọn đồ sẵn. Cái thằng bạn nó rủ bà này, thôi bà biết nó không? Nó không, nhưng mà thôi bà vô bà dọn giùm đi. Thôi thấy vậy cái bà cũng chạy vô bà dọn mà bà đâu biết mặt mình. Bà cũng chạy vô bà dọn, mình cũng thấy bà này lạ nha. Bà đã dọn đồ vô xong thì qua một ngày hôm sau đi học thì buổi tối vào á thì em vào trường Bách Khoa, em mới nói để kiếm bà trả ơn. Cái mua cho bà ổ bánh mì mà vô gặp trường Bách Khoa đứng ngay cái khu sau đại học á. Bà đứng bà cười như một con điên. Mà bà cười bà vỗ bàn vỗ ghế. Bà đứng như một thằng đàn ông vậy đó. Bà cười ngắt nghiến nữa, nó cho con này bị khùng hay sao trời. Bà có đưa ổ bánh mì không? Xong cái cũng cho ổ bánh mì, nó là cảm ơn dọn trọ giùm. Nhưng mà nói chung là không có ấn tượng. Nhưng mà còn em thì sao, khi mà em nhận cái ổ bánh mì và em biết được đây là cái bạn mà mình đã dọn giùm á, thì em có cảm thấy có ấn tượng với bạn này không? Nói chung là tánh em thì rất là mạnh mẽ, nhưng mà gặp bạn này lần đầu tiên hả, áo sơ mi bỏ áo ông thùng, tóc chải bẻ ba, đeo kính cận, mặc áo khoác, laptop thì để một bên, đi giày bà ta như là một thư sinh vậy đó. Chói gà không chặt ở trong đầu em cứ nghĩ là bạn này chỉ học không, không làm được chuyện gì. Mà đặc biệt con trai gì mà nó trắng ơi giờ trời ơi, đi ra ban đêm mà nó trắng dữ lắm luôn. Trắng như bông bự rồi. Dạ, rồi lúc em gọi bạn này là gì? Là em cưng, hả? Cưng ở miền Tây. Cưng là cưng. Cưng với chị hả? Nhưng mà có cái cảm giác gì thân thiện lắm không? Không, nó không có cảm giác gì. Tại vì cái anh này yếu đuối lắm. Vậy thì bao lâu các bạn mới bắt đầu để ý nhau? Em thì em bị hốt hồn trước. Nói chung là quen nhau tầm khoảng 2 tháng. Cái này để em kể cho bạn. Lần thứ hai thì bạn gặp em á, là lúc đó là mình chơi hội đồng hương. Đi vô trường làm thí nghiệm thì mình mới đem đồ ăn đồ theo. Bạn nói trời, bày đặt cũng biết nấu ăn nữa chứ. Cái thì bữa đó mình nấu canh thịt bò với rau xà lách son á. Xong bà ăn hấp một chén canh xong bà nói trời ngon dữ. Rồi bà mới phát hiện ra là bà nói chết rồi. Bà để ý trong lòng mà mình đâu có biết. Xong mình cũng nghe mấy đứa bạn nó tâm sự qua lại, nó nói này kia thì mới biết là bà để ý. Là bắt đầu từ đó là bắt đầu mối tình gọi là mối tình chị em đi. Đúng rồi. Nhưng mà bắt đầu khi mà hai đứa bắt đầu yêu nhau rồi á, thì có đổi cách xưng hô không? Khó lắm chị. Nói chung là cái anh này đề xuất là đừng có kêu chị em nữa. Anh này thì anh chủ động anh xưng anh em trước. Còn em thì không có quen nên em một khoảng mấy tháng sau em mới đổi thành tên là xưng tên Len với Đạt. Chứ không có chuyển thành anh em được. Tầm khoảng 6 tháng sau hơn gì đó em mới chuyển được thành anh với em. Là tổng cộng thời gian đó là gần 2 năm. Thì sau khi yêu thì có một thời gian khoảng 2 tháng. Thì bạn này bạn có một cái chứng bệnh, bạn bị giảm tiểu cầu tự miễn mà mình đâu có biết. Xong là bạn tự tâm sự thật với mình luôn.
mình nghĩ là thôi nếu đã hai đứa yêu nhau thì thôi cùng cố gắng vượt qua. Thì cái bệnh đó thì thật ra là Việt Nam nó cũng mới phát hiện sau này và cũng chưa có cái thuốc điều trị. Thì sau này đến khi bạn phát hiện bạn bệnh được 5-6 năm rồi thì mới có thuốc điều trị. Thì thuốc điều trị lúc đó là cũng đắt tiền, mà cũng may mắn là lần đầu tiên á, là bạn được làm chụp bạch là thử nghiệm nhưng mà được hưởng bảo hiểm y tế. Nên là chi phí điều trị á, là 4 lần, mỗi một lần vào thuốc như thế là mấy chục triệu nhưng mà mình chỉ đóng khoảng 5-6 triệu thôi. Thì vào 4 lần, mỗi một lần là cách nhau một tháng. Căn bệnh của em á, là lúc trước khi quen bạn này là em đã bị căn bệnh đó rồi. Dạ đúng rồi. Đó, nhưng mà sau đó em mới nói với bạn này. Bệnh này em đã bị từ lúc mà hồi năm 2 đại học. Rồi xong sau này khi mà lên sau đại học rồi gặp các bạn này. Tại vì em cũng suy nghĩ trong đầu là cái bệnh này nói chung là nó cũng ảnh hưởng tới việc đường con cái sau này á. Mà nhiều khi trong quá trình sinh á, sẽ nguy hiểm. Tại vì cái bệnh này đơn giản là máu khó đông. Đúng rồi. Nói chung là thương thì thương nhưng mà em muốn làm rõ là muốn phải rõ ràng. Đúng nói rồi. Rõ. Thế nhưng mà cái điều này gia đình em có biết hay không? Thật ra là sau cái chương trình này á, đến thời điểm này á thì thật ra là gia đình bên em cũng không có biết. Và nếu qua chương trình này mà ba mẹ em ở nhà có coi á thì con cũng gửi lời là cảm ơn ba mẹ. Tại vì con cũng chưa có bao giờ tâm sự với không ba mẹ luôn. Về điều này. Và thật sự là em cũng sợ tổn thương đến bà xã, là sợ bà xã nghĩ là ví dụ như gia đình bên chồng mà không đồng ý như vậy vậy thì cũng ấy. Nhưng mà cũng may mắn là tụi em khi mà cưới nhau rồi á, thì cũng có sinh bé đồ bình thường, nó không có ảnh hưởng gì hết. Dạ, mỗi lần là anh này phải từ dưới An Giang á, từ lúc anh thất nghiệp nên anh về quê để mà tìm công việc mới để hạn chế việc mà trọ đồ này nọ. Anh từ dưới quê lên chăm em. Nói chung bên em thì biết rõ. Nói chung là mẹ em nói là mặc dù hai đứa em mà sau này không có lên duyên vợ chồng thì cũng xem anh này như con cháu, như con tại, vì, thôi. Dạ, tại vì cũng đã chăm sóc cho mình. Dạ. Lúc đó rồi tình yêu đã mặn nồng chưa? Nói chung cái nụ hôn đầu tiên của tụi đó, em sao? Lại trong bệnh viện. Sợ luôn. Nụ hôn đầu tiên của bạn này á là sau khi mà bạn điều trị bệnh xong á thì mới bắt đầu á là tìm cách dụ bạn. Trời đất ơi. Bạn này là người phụ nữ truyền thống anh ơi. Sợ lắm. Ủa, lý do sao vậy? Len ơi Len, em tâm sự đi. Tại sao em lại sợ nụ hôn như vậy? Tại anh này người yêu đầu tiên đó giờ chưa yêu ai nên ngại lắm. Ủa em dụ sao bả cho em hôn vậy? Thì bữa đó em mới rủ bả đi ra chỗ bến Bạch Đằng đó chị. Lúc đó nó còn vắng vắng đấy. Xong trời, một trái dừa mà 60.000 đấy. Mà lúc đó thời sinh viên nghèo gần chết làm gì có tiền. Xong kêu mỗi đứa một trái dừa. Trời ơi, 120. 120. Xong bắt đầu đợi lúc bà cắm cổ cắm đầu bà uống uống thì bắt đầu quay qua hôn má thôi đúng không? Hôn má thôi. Trời ơi, 120.000 hôn được có cái má thôi. Được cái má rồi đó thiệt luôn. Nhưng mà lúc đó chắc chắn là em cũng cảm giác đúng không? Tại vì đưa vô chỗ tối anh. Xong á, sau khi dụ được cái đó rồi bắt đầu lát dụ tiếp. Dụ tiếp hả? Nhưng mà ngồi ở chỗ đó hả? Ngồi chỗ khác. Đó luôn dụ tiếp. Dụ sao? Dụ sao? Bắt đầu thì mới nói là nhìn kìa kiểu là giống như chỉ chân chỉ sao rồi bắt đầu là đưa cái mặt sẵn gì nè. Bà quay qua là cái môi bà đụng. Là thế là đâu có cho bà gợi. Phải nắm tay lại. Thiết siết liệt cạp luôn. Liền. Là lúc đó là mới đó là mới bắt đầu hôn được. Rồi cái nụ hôn đầu tiên em thấy là sao? Lạ. Tại vì trước giờ đâu có quen ai đâu. Nói chung là như đàn ông á nhìn ai cũng thích, nhưng mà anh này xuất hiện giống như là gọi là hoàng tử ếch của em á. Em hồi đó em mê phim hoàng tử ếch lắm. Xong sau ngày hôm đó là bạn ấy sợ lắm. Mỗi lần á là rủ đi đâu chơi á là phải đi chỗ Thanh Thiên Bạch Nhật chứ không có đi chỗ tối nữa. Vậy là chắc tụi em không có cái đêm trước tân hôn đâu ha. Không, tụi em không có đêm trước tân hôn. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn. Rồi sao? Cái đêm tân hôn có thú vị không em? Cái đêm tân hôn lãng sao. Cái đêm tân hôn á là hai vợ chồng á là về dưới quê. Bà này bà nói trước khi cưới bà nói thôi anh ơi đợi lên Sài Gòn đi. Nhưng mà chị nghĩ coi, nghĩ sao? Đè nén mà bắt đợi chờ bao nhiêu năm. Nhà em có 10 anh chị em lận. Mỗi người về đám cưới rất là đông, mà có cái phòng á thì có chút xíu thôi. Mà xung quanh thì cũng còn anh chị ngủ thì em cũng sợ lắm nên là lấy cái màn quanh hết cái phòng lại. Xong á là tối á là lựa thời cơ là mọi người còn đang nói chuyện bàn tán xôn xao. Mới 7 giờ ngủ bà vô phòng. Em ơi vô phòng chơi đi nói chuyện vui lắm. Thì thế là phải giỡn trò liền chứ. Để không lại xảy nữa làm sao. Thế là cũng làm được nhưng mà thêm cái chổng tre nữa chứ. Nó còn kẹt, 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 kẹt. Làm mà thở. Làm mà thở sợ. Cảm giác là người xung quanh người ta biết thì chắc chết. Có vẻ nhẹ nhàng đúng không? Thôi chứ làm mà nhẹ nhàng mà từ từ cho nó xong chuyện để cho rồi coi như mình có đêm tân hôn đó. Đúng rồi, là cuối cùng vẫn hôn. Có đúng không? Dạ vẫn có. Nghe kể tưởng tượng không có không.
Tôi không phải nhiều chuyện đâu, mà muốn bể tim. Nhưng mà em trước khi mà đến với cái đêm tân hôn như vậy đó, là em có tưởng tượng và em có hình dung ra được cái đêm tân hôn nó như thế nào không? Có lãng mạn như thế nào? Em set up đàng hoàng hết chứ bộ. Trong đầu em suy nghĩ là đợi lên Sài Gòn chỉ có hai đứa thôi, giống như một cái không gian lãng mạn nè, nhưng mà mình không có tự nguyện. Ảnh đứng đâu đó trong góc phòng, em ngồi ở trên giường á, nhưng mà làm sao để em đi tới cái chỗ đó, tự nguyện đi tới chỗ đó, rồi ảnh phải ẵm em lại giường rồi mới được. À, mà rốt cuộc là một cái chổng tre, một cái chổng tre có két và những tiếng thở mà sợ hãi. Trên thảm là tiếng thở. Em nói là thôi bây giờ giữ đi, lên Sài Gòn đi, rồi có tại vì chứ có mấy ngày là lên rồi. Nhưng mà anh nói sao không, không được, phòng tân hôn mà không có làm gì nó bị xui, nó không may. Trời, bị xui rồi đó. nhưng mà hôm đó hỏi thiệt em nha, em thấy thích sao? Không. Bữa đó là coi như là cho có thôi đúng không? Em tiếc lắm luôn á, giờ cho em quay ngược thời gian lại em cũng chừa lên trên đây. Rồi bao giờ mới thấy thích? Lên Sài Gòn đúng không? Lên Sài Gòn rồi mới thích. Rồi coi như là tất cả mọi thứ cũng tốt đẹp hết. À, con em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 7 tuổi. Ừ, 7 tuổi. Là bé trai bé gái? Dạ bé trai. Tụi em lấy nhau mấy năm rồi? 7 năm. 7 năm rồi đó, nhỏ 7 tuổi. Tất cả mọi thứ và trước đó là quen mấy năm nữa đúng không? Đã qua thấu hiểu nhau rồi. Rồi giờ ở với nhau thì có những tật xấu gì lòi ra không? Có chứ. Lên. Nói chung anh này là em may mắn, anh này rất là tỉ mỉ, rất là sạch sẽ. Nói chung là ngủ lúc nào gói cũng hả, có cái khăn trải lên trên gói là biết là sạch sẽ rồi ha. Về nhà là chu toàn cơm nước rồi này kia, đi làm về sớm là có cơm sẵn nóng, pha cà phê sẵn để trong tủ lạnh cho em luôn. À, nấu cho em, lo cho em. Dạ, nhưng mà có tật xấu là cái tôi rất là lớn, không bao giờ gọi là anh cầm cái chổi quét nhà, không bao giờ quét. Anh đi rửa chén không bao giờ làm. Mặc dù bình thường là anh là người về sớm, là anh người chuẩn bị hết công việc ở nhà, nấu ăn nấu đồ rất là ok, nấu rất là ngon, mà bắt làm là không làm, phải để tự động tự nhìn thấy làm chứ đừng bao giờ bắt anh làm. Khoái ngọt không? Khoái ngọt nhưng mà ngặt đó, em không có ngọt. Rồi bây giờ tới em đó Đạt. Vợ em á thì nói chung là tính tình của bạn này á thì thật thà, với lại cái nữa là bạn giống như là nữ hoàng quan mang vậy. Ví dụ như ở dưới quê mà có ai điện về bạn hỏi thăm mà có người ta bệnh cái bắt đầu bạn quan mang. Sáng hôm sau bắt đầu quan mang, trời không biết giờ này uống thuốc chưa, nó ăn gì giờ trời, không biết giờ này chứ đang làm gì nữa. Kiểu là người thân dưới quê mà có bệnh cái là bả trên này là lo quan mang lắm, lo xa. Kiểu là bả sợ tùm lum thứ, với cái nữa là suy diễn lung tung. Quan mang như suy diễn là gần gần nhau đó. Dắt xe đi ra đường để đi công việc hay gì á, không biết đi giờ này tới chưa, rồi can đúng giờ để gọi điện, rồi đi không biết có bị gì hay không kiểu vậy đó. Rồi cái nữa là bạn này á là không bao giờ dạ, quen em bây giờ ha, làm vợ em 7 năm không bao giờ em nói chuyện gì nói cũng ừ chứ không bao giờ dạ. Tại bà ỷ bà lớn 2 tuổi. Đó, bà ỷ bà làm chị, đánh âm dưới mà còn làm chị hoài. Thôi trời, thật xấu gì. Ghen là một cây luôn. Ví dụ một câu chuyện gì ghen. Ví dụ em mời rủ bạn bè đồng nghiệp á đi ăn, dắt bà đi ăn cùng, mà em lỡ đi, em gấp đồ ăn cho mấy đứa kia, em ngồi nói chuyện tắm gẫu nó nhiều quá, mà em cười hố hố mà quên gấp đồ ăn cho bà, là xong mặt bà nụ một đống. Nghĩ nói chuyện trong bàn tiệc, nghĩ nói chuyện trên đường về, chở gì hỏi gì cũng không nói hết. Giận trong bao lâu? Một ngày sau mới nói chuyện lại. Ủa rồi hai đứa được, có bé trai thôi là chưa có nghĩ là sẽ có thêm bé nào nữa à? Dạ chắc là em có hai bé, nhưng mà bé mất lúc 18 tháng, là bé bị thoát vị cơ hoành á, mà không có hai biết. Vợ chồng không có phát hiện được cái cơ mà nó ngăn giữa cái lồng ngực với lại cái bộ phận nội tạng bên trên, tim với phổi ấy. Thì khi mà cái cơ đó nó to quá, nó vỡ ra thì cái ruột á nó trào lên, nó đè cái tim với lại cái phổi đi. Không ai ngờ được là tại vì bé đi rất là nhanh, tức là 5 giờ sáng vô bệnh viện là tới 1 giờ là bé mất. Nên em rất, nói chung là không có cái đó là cuộc đời em rất là may mắn. Chồng con rất là, anh này rất là ok, rất là hoàn hảo luôn. Đối với bản thân em, cái căn bệnh không có vấn đề hết á. Em chỉ có cái là cú sốc của em là bé nhỏ. Bây giờ chị nghĩ như vậy nè, mọi chuyện thì nó cũng đã là quá khứ rồi, tụi em còn phải bước tiếp. Tại vì thằng bé nó là 7 tuổi thì nó cũng chưa phải cái tuổi mà gọi là lớn. Mình dồn tất cả những cái gì mà sức khỏe như tình thương của mình dồn cho thằng cu. Rồi thì mình lại tiếp tục nữa, cái đó là trời cho, sẽ có nữa, một em bé nữa. Thì là chị nghĩ là thôi vì bây giờ thì cái nỗi buồn mình gói lại để mà mình tiếp tục bước, đúng không em?
Đó, giống như là ngày hôm nay mà tụi em tham gia chương trình này là đầu tiên là tụi chị phải rất cảm ơn tụi em. Tụi em quý mến chương trình lắm thì tụi em mới tham gia, đúng không? Dạ, tại vì nói chung lúc đầu em cũng tìm hiểu thì nói chung cũng rất thích, cũng theo dõi rất là lâu rồi. Thì cái yêu cầu chương trình là để mà được mà gặp vợ chồng son là phải từ 5 năm trở lại. Tụi em thì đã vượt quá rồi, đã hơn 7 năm rồi. Nên tụi em chỉ đăng ký gọi là để mà thứ nhất là có một cái kỷ niệm gì trong thời gian yêu nhau cho tới giờ. Tức là tụi em muốn nói là tính thời điểm này đã hơn 7 năm nhưng mà tụi em vẫn giữ được cho tới khoảng 98-99%. Dạ đúng rồi, cho tới cái thời mà mới yêu nhau, mới cưới nhau. Thứ hai nữa là tụi em muốn gọi là lấy lại động lực cho mình để mà có cơ hội để nói ra. Tại thật chất đó, cái này là việc mà bé con của em là cũng ít người biết. Nói chung em cũng giữ thời gian rất là lâu rồi, em cảm thấy rất là khó thở khi mình không có được bày tỏ được á, không được thoát ra. Nên tham gia chương trình để mà em lấy lại năng lượng, để mà qua chương trình em có thể nói được và em có thể lấy lại được cái giải tỏa, tức là em giải tỏa được những cái u uất mà em giữ bấy lâu nay, đúng không? Thì thôi, nếu mà cái suy nghĩ của em như vậy chị thấy là hoàn toàn chính xác. Và ngày hôm nay em đã nói ra được, em đã nói ra được rất nhiều thứ từ lúc yêu nhau cho đến thời điểm bây giờ. Thì chương trình thì cũng chỉ mong là sau đây vợ chồng em sẽ lấy lại niềm tin trong cuộc sống nè, là lấy lại cái niềm vui, cái hạnh phúc mà mình đã chịu cái áp lực đó, để rồi sau khi vượt qua tất cả mọi thứ như vậy thì tụi em sẽ lại có một cái tin vui nữa. Thì mà muốn có thêm không? Chắc là anh Bin phải chúc. Thì anh thay mặt chương trình cảm ơn các em và chúc cho hai vợ chồng sẽ lấy lại phong độ, hưng phấn, hòa hợp và đặc biệt là qua năm sau sẽ là một bé gái đến với gia đình chúng ta. Đó, cái đó hay đó, cái đó hay đó. Dạ, mới đầu hai đứa tính là về cũng nói với mẹ em là về hai đứa ngủ riêng. Về cũng kể với mẹ là cũng ngủ riêng, nhưng mà thực chất xuống dưới ba mẹ chồng cho ngủ chung. Cái vậy đó. Cái ngủ chung thì là cái gì tới cũng phải tới luôn. Dạ, đúng rồi. Lần đầu tiên luôn. Dạ, là mấy đêm vậy á. Mấy đêm vậy mới được chứ đâu phải được liền. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Hoàng Nhân, năm nay 28 tuổi. Quê em là ở Đồng Nai, hiện làm việc và sinh sống tại Bình Dương. 28 tuổi. Dạ. Người đàn ông không tuổi hay sao vậy? Dòm tôi tưởng 21 tuổi hả? Dạ. Trời đất ơi, cái gì mà chị hay dữ vậy hả? Cái thực đơn là cái gì vậy? Thì cũng ăn cơm uống nước bình thường hả chị? Ăn cơm có gì là lạ nếu chị anh nghe để anh ăn để anh giật tuổi anh lại. Đó. Dạ. Đó. Công việc của Nhân là gì? Dạ, em làm kế toán kho. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán giả có trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, hôm nay em 25 tuổi, công việc hiện tại của em là kế toán. Đừng bây giờ tính tiền của hai vợ chồng này. Tính không lại luôn. Kế toán rồi đó. Dạ, dạ. Em tính dữ lắm anh. Tính không lại. Hai em gặp nhau ở đâu? Ấn tượng của nhau là gì? Vợ chồng em thì quen nhau qua mạng xã hội. Lúc đó thì em đi nghĩa vụ, thì có nói chuyện nhắn tin qua lại với nhau khoảng tháng. Thì thấy cảm thấy mến mến vợ em á. Hẹn gặp nhau. Trong quân ngũ thì không có được đi ra ngoài thoải mái, phải hẹn vợ em vào trong quân ngũ. Vô quân đội luôn. Kỳ đó là chắc còn nít hơn bây giờ nữa đúng không? Đúng rồi chị, hồi lúc đó không phải được. Em ốm lắm. Mà cắt tóc ba phân nữa, nhìn mắt cười lắm, mặt thì dài, hiền, dễ thương. Còn dạ. Bạn này sao, lúc mà gặp bạn gái lúc thì thích liền không? Gặp vợ em thì thấy cũng bất ngờ lắm vậy. Trong suy nghĩ của em cứ nghĩ là một người đẹp và cao, nhưng mà khi gặp thì thấy rất là nhỏ nhắn và xinh xắn, với lại nói chuyện thì rất là dễ thương, hoạt bát. Và thích không? Có thích không? Dạ có. Là thích luôn. Dạ. Coi như cảm giác đầu tiên hai đứa là thích nhau. Thích nhiều. Đó. Rồi bao lâu thì em mới tỏ tình với? Dạ thì lúc đó gặp về là tối đó là nhắn tin tỏ tình luôn anh. Em nhắn là thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh có thích em, cảm thấy thích em đó, thì em có thể làm bạn gái của anh được không? Trời ơi! Em sao? Em có trả lời là ừ không? Đâu có ừ liền đâu. Em nói chắc không biết có đàng hoàng không. Hai tuần sau thì em có đi công tác mấy ngoài bên ngoài á, bảo vệ khách sạn á. Thì lúc đó thì vợ em đi học về á, cái nhắn tin hẹn gặp nhau. Xong rồi hai đứa gặp nhau nói chuyện, xong rồi lần đó mới đồng ý. Là đồng ý luôn đó phải không? Dạ, tại vì lúc đó đó anh quan tâm lắm. Anh đồ ăn đồ uống rồi, nói chung này không có cần đụng tới luôn, anh cứ đút mình ăn lia lịa vậy á. Vậy đó hả? Vừa chăm sóc mà vừa rung á, anh tay rung vậy nè. Đút mà rung dạ. Rớt đồ ăn ra luôn dạ. Đó hả? Dạ đúng rồi. Mới quen lần đầu mà không biết sao mà mới thấy mình mới bước tới cổng thì vậy, tự nhiên bay lại nắm tay mình luôn. Mà em có giật lại không? Dạ không. Trong tuần đó thì khoảng 2 ngày sau á, ngồi uống cà phê thì ngồi uống một hơi cái bắt đầu em mới xin em cho anh hôn cái. Dạ, cái thấy không trả lời gì hết cái đè hôn luôn. Còn em có phản ứng không?
Dạ chịu luôn anh. Chịu luôn. Mà chứ hôn mát đâu mà, đúng không? Hôn môi luôn anh. Trời. Dạ, lúc đó là trong quán là giống như là không còn thấy không ai hết, chỉ có thấy người trước chỉ mặt còn mình hai người với nhau thôi. Dạ. Đó. À, đúng. Đó là lần mà em được đi ra ngoài đúng không? Dạ, dạ. Rồi lại quay trở lại. Đi công tác được một tuần thì quay trở lại đơn vị. Mỗi lần mà hai đứa mà chia tay nhau để em trở vô doanh trại đó. Dạ. Thì là cái tâm trạng em sao? Sau khi yêu á thì có lần được giải phép á thì mà ảnh đi lên á, trời khóc quá chị, khóc luôn, khóc không muốn cho ảnh đi á chị. Ừ. Lúc mà em trong quân đội là em ở Sài Gòn hả? Dạ, ở Gọi Giáo Quân khu 7. Còn em là em học đại học tài chính marketing. Đi sát bên luôn rồi. Rồi dạ đúng rồi. Về thăm là về thăm đâu? Mình đi được một năm á thì sẽ được 10 ngày phép về nhà. Em ở Đồng Nai. Em ở Bình Dương. Lần đó về phép thì lúc đó là vợ em cũng bị bệnh, xong em phải qua nhà vợ em ở đó một đêm, xong rồi mới xin phép mẹ vợ và cho vợ em về nhà. Lúc đó trước khi về bệnh quá trời bệnh luôn, chạy bệnh ăn uống không được luôn á, sốt siêu vi á, tự nhiên ảnh về chăm sóc có bữa đó là hết bệnh luôn. Bữa sau mới về quê Đồng Nai chơi luôn. À tức là về quê chồng luôn. Dạ, dạ là bữa đầu là anh về nhà em xong rồi. Ở quê chồng luôn cho tới cái ngày mà ảnh đi trở lại doanh trại. Dạ, đúng không chị? 10 ngày. Rồi ở đâu? Dạ, ở nhà em luôn. Ở nhà. Hỏi tiếp đi, tôi trả lời. Ở nhà em mà, em ở phòng nào? Ở chung. Ở chung luôn anh. Ở chung nhà. Hay là chung phòng? Chung phòng. Dạ, mới đầu hai đứa tính là về, cũng nói với mẹ em là về hai đứa ngủ riêng. Về cũng kể với mẹ là cũng ngủ riêng, nhưng mà thực chất xuống dưới ba mẹ chồng cho ngủ chung. Thế vậy đó. Thì cái ngủ chung thì là cái gì tới nó cũng phải tới luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ, lần đầu tiên luôn. Dạ, là mấy đêm vậy á. Mấy đêm vậy mới được chứ đâu phải được liền. Đó là lần đầu tiên hai đứa ở bên nhau rồi. Ừ. Dạ. Ngủ chung giường. Rồi mới thực sự là được yêu nhau, được gần nhau, được đi chơi với nhau. Rồi nói chung là cả một cái 10 ngày trời được kế bên nhau. Dạ, bởi vậy lúc em đi vợ em khóc là đúng. Dạ, rồi. Không đúng quá rồi. Trời, em đi. Rồi. Rồi sau đó thì như thế nào? Dạ, bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Khi vừa ra ngủ thì tụi em đám cưới luôn. Còn quen khoảng năm mấy, 2 năm là đám cưới. Trong cái thời gian đó thì có những cái biến cố gì xảy ra? Cũng có, vợ chồng em vừa cưới nhau xong á thì là hay tin là vợ em có thai. Nhưng mà khi mà đi khám được tới có 8 tuần thôi thì bác sĩ báo là không có tim thai, bắt buộc phải bỏ. Thì lúc đó là biến cố đầu tiên, xong rồi khoảng 6 tháng sau thì lại bị thai ngoài nữa. Thì sao? Đó là vợ chồng em rất là đau khổ. Có tin vui tới chưa kịp vui hết thì lại xảy ra chuyện buồn. Rồi cái chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Cách đây khoảng 1 năm rồi. Bị thai ngoài xong chắc cỡ chừng 4-5 tháng gì, cái đau ruột thừa, phải mổ nữa. Cho nên giờ vợ chồng em chưa có quyết định có thai nữa. Tức là trong 1 năm là dạ, có 1 năm mà vợ em bị biến cố quá trời. Em có đi khám lại không? Dạ có, em cũng đang điều trị chị cho nó khỏe lại. Rồi bác sĩ cũng kêu thả, nhưng mà nói chung tâm lý cũng còn sợ lắm. Ra là vậy nè em, cái thai ngoài á thì là trước khi có bí ngô là chị bị thai ngoài, thì sau đó là chị vẫn có bí ngô bình thường. Dạ. Mà lúc đó là chị 42 tuổi, thì có nghĩa là nói như vậy để cho em yên tâm là em đừng có bị cái tâm lý đó. Dạ. Nó không có vấn đề gì hết. Bản thân vợ chồng anh cũng có trường hợp trước khi anh có đứa con ban đầu cũng gặp một cái trường hợp. Ừ. Đó là không có tim thai. Dạ. Đó không sao cả, cứ tự tin lên nha. Rồi ngoài những cái biến cố đó ra thì về kinh tế hai vợ chồng có khó khăn gì không? Dạ cũng có, cưới nhau thì vợ em đi làm bị mất xe nữa, mất xe máy. À, sau khi cưới hả? Dạ. Hai chồng lúc đó quảng loạn luôn, không biết sao. Thực sự trời thử lòng hai đứa hay sao? Dạ, vượt qua rồi. Được những cái này rồi là sẽ qua cơn bỉ cực tới thời. Dạ. Đúng rồi. Lại. Không sao cả. Sao hết à, tức là tụi em cưới nhau được hai năm vừa tròn 2 năm luôn. Dạ. Hướng về phía trước nha. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi nè, về ở với nhau rồi có tật xấu gì lòi ra? Dạ có anh, giờ em tật xấu cũng nhiều lắm. Đi làm về á là lề mề, dạ, cứ về là quăng đồ đó cái là nằm bấm điện thoại, chờ em mà kêu đi làm gì á, bắt đầu mò lò mò rồi dậy đi làm, bừa bộn nữa, vô mà nấu ăn á là cứ
nấu đằng trước thì em đằng sau phải đi dọn, nấu đâu là quăng đó, không có ngăn nắp gì hết. Có người dọn thì phải để cho người ta dọn. Chơi dơ nữa anh. Chơi dơ làm sao đâu. Mấy mũi á, mấy mũi xong thì chạy lại chét vô người em á. À, cái đó lâu lâu cũng dễ thương mà. Quay có cái gọi là làm việc không kế hoạch mà gì về mà quăng đồ mà bấm điện thoại liền không được. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Cái nữa là ngủ hay lấn, em lột cũng niệm lắm. À, lấn đó, ngủ lấn đó phải không? Dạ, đúng rồi. Chung thì có mấy tật xấu đó. Vậy hả? Dạ. Còn em, còn chồng em có tật gì không? Chồng em cũng đâu chơi dơ dừa đâu. Đi làm về cái chân, em nói là chân chồng hôi quá vậy, sao hôi quá vậy, cái là đưa cái chân vô mặt em liền. Nè, hôi đâu hôi, chồng thấy thơm mà. Chơi dơ dừa cũng vừa lắm, quề đi quề cái vụ chơi chét với cái vụ mà ừ dớ đi. Ừ. Rồi còn gì nữa? Hồi mới quen cái ở trong quân đội mà mua quà mua đồ được cho em luôn á. Mới cưới xong nhưng mà lễ rồi quên hết luôn, không nhớ gì hết. Tặc hay quên, vợ nói tới sinh nhật vợ nha, nhớ tặng sợi dây chuyền đó cho vợ nha. Vợ đi về cầm cái bánh kem vô, đó anh chị biết tặng vô chai xà bông Lifebuoy á, còn khuyến mãi thêm chai nước rửa tay nữa. Kinh tế nhà ai là người giữ? Dạ, em giờ giữ, em giữ. Bởi vì ổng đâu có tiền đâu mà ổng tặng. Bà đòi sợi dây chuyền. Ờ, mà ta kinh đòi... tế thì bà giữ. Kinh tế bà giữ, bây giờ ổng mà mua sợi dây chuyền chắc chắn câu đầu tiên bà hỏi tiền đâu không có. À, vậy đó. Nhưng mà dù gì ta cũng còn cái thành ý ta tặng chai xà bông. Bất ngờ, lòng bất của ngờ. Em. Bất ngờ là được rồi. Đó. Đúng rồi. Bây giờ em mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là đừng có lề mề nó bừa bộn, khi làm về thì làm công việc xong đi rồi không muốn làm gì thì làm. Ừ. Vợ làm được không? Dạ làm được. Ủa mà nhà mình đâu có gì làm đâu chồng. Chồng làm hết rồi thì vợ bấm điện thoại thôi. Dễ thương không? Chồng em là số 1 luôn á. Chồng làm ghét kỳ như là mình nhõng nhẽo vậy á. Làm biến luôn á. Hồi đó làm xuyên nhiêu, giờ cưới chồng về là làm biến nhiêu luôn. Chừng nói tại chồng mà giờ mới làm biến vậy. Đúng rồi, thương vợ. Thương vợ. Dạ. Thương vợ gì, có mong muốn chồng thay đổi gì không? Dạ thì em chỉ mong muốn là chồng lâu lâu lãng mạn với vợ xíu nữa. Dễ thương quá. Ừ. Thôi, nói chung vậy nè, riêng với tụi em á thì giờ tụi em cố gắng ha. Nhất là bé, bé đừng có áp lực gì cái chuyện đúng đó vậy. Nữa. Mình áp lực cái tự nhiên nó cứ vận vô, nó làm cho mình bị sợ hãi. Dạ. Tự nhiên nó thành thiệt, không có cái gì hết trơn á. Chúng ta phải hướng về tương lai, hướng về các thiên thần của chúng ta. Thấy không? Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc ha. Làm ăn phát tài, năm sau có nhà mới, và đặc biệt bác sĩ báo tin vui và cuối năm có một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình các em. Cảm ơn. Vì chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng này để xem coi cái thông điệp mà họ mang đến cho chương trình, không biết là có phải là hạnh phúc là lựa chọn hay không, hay là để chọn được hạnh phúc thì người ta phải cần phải có những điều gì. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên. Chào cô, chào cô Vân, chào. Bất ngờ quá. Không nghĩ rằng là người em trai của tôi đã có vợ. Dạ. Thôi bây giờ mời hai vợ chồng em chúng ta giới thiệu về bản thân với khán giả xem chương trình. Trước tiên em xin tự giới thiệu, em là Công Danh. Em hiện tại là đang là một diễn viên sân khấu kịch và cũng đi đóng phim cũng khá bộ phim. Dạ, còn đây là vợ em. Dạ, em chào cô Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Vi, hôm nay 28 tuổi, hiện là giáo viên tại một trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, giáo viên cấp mấy vậy em? Dạ, em là giáo viên dạy tiếng Anh nè. Nếu anh đoán không lầm là chắc có lẽ em đoán được không chị Mục? Anh đoán đi. Thường đó là diễn viên chúng tôi là do công việc nhiều quá cho nên là ít có thời gian để trau dồi tiếng Anh. Thì trong cái đợt dịch vừa rồi thì nói chung là cũng cái việc gọi là người nghệ sĩ rảnh quá cho nên là cần phải có bồi bổ, trau dồi lại kiến thức. Cho nên là Danh cũng giống như tôi, học tiếng Anh online và vô tình coi như là gặp cô giáo xinh đẹp như Vi đây. Mối quan hệ của họ là cô giáo và học trò. Từ từ cái đầu cái Danh cua cô giáo luôn. Không biết anh đoán gì đúng không? Dạ, không đúng. Chị đoán nè, có phải là vợ là một người hâm mộ chồng không? Dạ đúng luôn ạ, à. Con giống như là một fan girl vậy đó. Ôi sao chị hẹo với chị Mộc? Thì tại vì với một cái người diễn viên như thế này, sắc dốc như thế này, dạ, phong độ như thế này thì sẽ rất nhiều những cô gái hâm mộ. Thôi để em nói rõ luôn về cái chuyện luôn này. Đi dạ. Đây là một cái fan girl của em là coi như tính từ rất là lâu rồi.
Có thể là từ năm 2012 tới bây giờ gần 10 năm á cô. Ồ, 10 năm. Dạ, là trước đó là cứ mỗi lần mà có chiếu một cái bộ phim gì đó là cứ chụp hình kết bạn Facebook với mình, rồi cứ nhắn gửi hình qua, trời phim này anh đóng vậy nè thì mình cũng trả lời khán giả lịch sự thôi. Lịch sự thôi, cảm ơn em này kia thôi. 10 năm gửi hình liên tục luôn cái ông danh này. Ủa tại sao vậy? Bởi vì ông bà mình nói cái câu nước chảy đá mòn là chính xác ha. Em không có ấn tượng là cái phim mà anh danh đóng á thì đa số là những cái vai mà bậm trợn rồi hung hăng, nhưng mà khi mà được gặp anh ở ngoài thì một cái rất là khác. Anh ở ngoài rất là hiền, rồi nói chuyện hiểu là ấm cũng là dịu dàng. Em gửi hình bao lâu thì mới gặp danh ở ngoài đời? 10 năm kiên trì gửi hình cho em hoài luôn. Có nghĩa là 10 năm em mới gặp cô ấy ngoài đời? 10 năm mới gặp ngoài đời. Trời ơi, như là một cái duyên vậy anh. Có nghĩa là em qua hết tất cả sóng gió rồi. Tự nhiên tới một cái thời điểm đó là năm 2020. Thì lúc đó là em nói vừa đây. Cái đợt dịch đầu á thì em bỏ nghề luôn. Em đi nước ngoài em làm. Khi mà em quay trở về là vừa trong khu cách ly, tự nhiên bà nhắn tin. Bà tỏ tình với mình. Wow, rồi vậy hả? Bà nhắn một cái dòng tin mà dài Facebook mà tràn màn hình luôn anh. Lúc đó em mới chịu gặp cô ấy. Ông chưa nữa anh. Cổ mong là có một cơ hội để gặp mình, để mà thích mình vậy đó, yêu thương mình, để có một cơ hội làm bạn gái mình. Lúc đó em từ chối anh. Tại vì lúc đó mình đang quen một người con gái khác. Mà người kia thì mình quay trở về Việt Nam là mình gặp người kia. Muốn gặp người kia. Dạ, tiếp tục với người kia. Nhưng mà đi với người kia khoảng một thời gian nửa năm gãy đổ. Lúc đó mới sực nhớ lại cái tin nhắn dài sọc của cô ấy. Đúng không? Trong rồi một đêm buồn. Rồi mới chủ động coi như nhắn cho cô ấy mà muốn gặp mặt. Đâu kể nè, trong một đêm buồn sao? Trong một đêm buồn thì nằm lướt mấy cái tin nhắn thì xóa bớt mấy cái tin mà mình coi lại. Thì vô đọc cái tin nhắn dài sọc đó, mình đọc cái mình thấy con này cũng vui vui, nhắn tin cũng thú vị này kia. Rồi mình cũng giả bộ mình lân la hỏi em ngủ chưa. Lúc mà nhận được cái tin nhắn đó làm sao em? Dạ chụp hình liền. Em đang xem phim của Crush mình đóng nè. Đó là đang xem phim của Danh luôn. Dạ đúng. Rồi nhận được cái tin đó luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau ở ngoài đời? Sau cái đêm định mệnh đó là bắt đầu mình tấn công luôn. Ai tấn? Em. Ủa nhưng mà chưa gặp ngoài đời mà. Tự nhiên cái cảm giác đó. Đúng rồi, nó có một cái gì đó mình nói không có được em ơi. Rồi bây giờ chị rất muốn biết cái bữa đầu tiên tụi em gặp nhau. Em hẹn cổ đi coi phim. Mà vừa mới hẹn thôi, nửa tiếng sau bút vé liền. Anh ơi tối nay là có suất mấy giờ, 7 giờ nè, anh đi được không này kia là. Ok, cái là gửi vé qua liền luôn. Mẹ. Mẹ lâu rồi. Rồi tiếp tiếp. Đó là trong buổi cái hôm coi phim đó thì hai đứa cũng có tâm sự, cũng có chia sẻ với nhau rất là nhiều. Nhưng làm mình cảm thấy là cái người đàn ông này quá ấm áp. Cái cảm giác đầu tiên em gặp vợ em á là em cũng đứng hình chừng là khoảng là 5 giây á. Tại sao vậy? Quá hụt hẫng so với cái trí tưởng tượng của mình. Có nghĩa là trên mạng là xài app, mình cũng biết cô này cũng mập mạp rồi. Nhưng mà mình không ngờ là cô mập hơn so với cái tưởng tượng của mình. Tròn vậy đúng không? Cổ tròn quá. Ra nhìn tròn mà có một phút rồi giống như bốn là miếng. Hụt mít gì. Nhưng mà thôi cứ thử đi tiếp xúc. Nhưng mà thật sự qua cái buổi đầu tiên tiếp xúc thấy người phụ nữ này quá chu đáo. Mình đi ăn này kia từng cái lao, từng ly, cái đũa, từng ly, từng chút. Mình nói đây là người vợ của vợ mình rồi. Hay quá. Không phải giống như mà là vợ. Hạnh phúc là yêu thương là lựa chọn. Trời ơi. Hạnh phúc là lựa chọn và lựa chọn đúng thì sẽ có hạnh phúc. Đó. Em lựa chọn có đúng không? Tới là điểm này em khẳng định luôn. Em sẽ không bao giờ lựa chọn thêm lần thứ hai nữa. Đó, như vậy là em chỉ có một lần duy nhất để lựa chọn. Như vậy là em lựa chọn đúng rồi cho nên em có hạnh phúc. Em xứng đáng được thưởng một hộp sữa. Không. Cả các bạn đều xứng đáng. Mỗi bạn được thưởng một hộp sữa. Đây, tôi xin tặng hai em mỗi người một hộp sữa. Hương me. Me muối ớt. Đó, hương me muối ớt. Me muối ớt. Trời, sao giống như là lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên. Giống như trái cây vậy. Có sữa. Đúng. Hương cái mùi trái cây đó em, cái mùi trái cây. Hương me muối ớt. Uống vô có cay không ta? Chị uống rồi. Nó hơi cay cay, nó hơi thơm thơm. Còn đây là cái này của tôi là màu xanh. Nha, chỉ có lót thôi. Ngon quá. Thôi chị nói gì chị nói đi em uống. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Rồi sau đó thì các bạn là đến với nhau chắc lẽ là chắc nó cũng nhanh lắm đúng không? Anh đi làm rất là khuya.
Nhưng mà tới 1-2 giờ sáng anh mới về. Nhưng mà anh vẫn ghé qua nhà con, nhà Bình Tân ăn tối với con. Xong đó là mới chạy về Bình Thạnh ngủ. Nhưng mà 6 giờ sáng là phải đi tiếp rồi. Một khoảng thời gian rất là dài. Ngày nào liên tục cũng như vậy hết trơn á. Đó là con đi làm ngoài chợ Bình Điền con. Làm cho công ty chú con là về 1-2 giờ sáng không à. Thấy tội nghiệp lắm. Cứ nhắn là anh ơi em chờ anh, em nấu cơm rồi nè. Giờ chẳng lẽ mình không chạy qua mình ăn. Bao lâu thì đưa hai đứa đưa nhau về ra mắt gia đình? Sau cái buổi đi đầu tiên đó là mình nói thẳng luôn. Tại vì không còn trẻ nữa cô, cho nên là nói là giờ ok là quen là cưới, tiến tới hôn nhân. Chứ mình không có thời gian mà mình cù cưa nữa. Dạ, cù cưa nữa. Khi mà ra mắt mẹ vợ đó thì mẹ của Vi đó chắc lẽ là chịu liền công danh đúng không? Dạ, mẹ kêu anh Danh vô ngồi trên bàn. Anh Danh với lại mẹ ngồi nói chuyện và mẹ hỏi như cảnh sát điều tra. Tươi. Mà em vô em áp dụng mấy câu thoại trong phim liền cô. Đâu câu gì? Hình thức bề ngoài là không quan trọng đâu mẹ, chủ yếu là bên trong. Mẹ chịu liền. Chịu liền. Nhưng mà nói nghe nè, rồi ba đâu? Dạ thì từ nhỏ lớn chỉ sống với mẹ thôi. Dạ, dạ ba với mẹ là ly dị khi mà bé Vi là còn nhỏ. Nhỏ xíu phải không? Xíu. Mà không có cái liên lạc gì với ba luôn. Dạ không, em không có liên lạc gì với ba hết. Đi cái việc đi lại đi làm mà qua nhà bạn gái như vậy xa quá. Dạ. Thế em tại sao không có ý định là ở lại nhà vợ luôn? Có chứ anh. Nhưng mà lúc đó tại mẹ cũng căng lắm. Mẹ cho em đúng không? Không, mẹ vợ. Mẹ vợ căng lắm cho nên là mẹ không có dám ngủ lại. Cho nên chấp nhận đi vậy á. Mà mình đi riết là chừng 1-2 tháng mẹ vợ thấy tội quá kêu thôi con ngủ lại luôn. Tự luôn. Tại vì á mẹ thích cái là tâm lý của mấy bà mẹ mà chỉ sống với con á, thì cái người đàn ông này nếu thực sự mà bà mẹ thích á, thì á, gần như là bà trao ngay một cái gọi là cái trụ cột á, cho cái người con rể liền. Tâm lý mấy bà mẹ là như vậy khi mà bà đã cảm thấy bà tin tưởng rồi. Đúng không? Em bây giờ và Danh bây giờ là giống như là cái cây cột cái của gia đình luôn á. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Như là trao luôn cái chìa khóa đó. Đó. Trao con gái rồi nhưng, trao luôn. Nhưng mà mẹ em bên nhà thì sao? Khi mà quyết định mà cưới nhau á thì khi mà hai bên gia đình ra mắt nhau á là Tết. Là cách đó mấy tháng sau là hai bên gia đình Tết là mùng 5 là giáp vô là hai bên gia đình gặp mặt. Thì xong cái buổi đó là em nói là thôi, nói với mẹ là thôi để con qua nhà bên mẹ vợ con ở rể luôn. Mẹ cũng mẹ ruột của em cũng căng thẳng. Sốc không? Bà sốc không? Sốc chứ. Tức là nhà Danh có mấy anh em? Nhà có hai đứa. Thì một đứa em gái là đi lấy chồng trước rồi. Cũng neo đơn đó nghe. Neo đơn. Thì còn có mình em là con lớn. Mà còn ba mẹ ở nhà. Cho nên nói ra cái điều đó mẹ em sốc một tuần lễ là buồn mà không nói chuyện, không đá động đến vấn đề đó luôn. Nhưng mà rồi sau đó thì sao? Đâu, nhưng mà ít ra là bên đó là mẹ là có ba đúng không? Dạ, nhà của Danh á là có hai vợ chồng, ba mẹ. Còn bên đây là nếu bên này là có bé bên này mẹ mà qua đây là mình ơn mẹ là coi như là thấy tội mẹ đúng không? Đó. Thì bên mẹ vợ bên này cũng nói là cũng muốn tụi em về bên bển với bà mẹ. Nhưng mà thấy mẹ bên này bị cao huyết áp, tội quá. Đúng rồi. Mà không thể nào mà về mà bỏ mẹ vậy được. Đi xa lỡ có chuyện gì. Tại nhiều khi nửa đêm, bây giờ cũng vậy, nhiều khi nửa đêm có chuyện đi lên máu là em phải chở đi bệnh viện. Thật ra đó là một cái điều rất là khó. Nó khó, đây là khó cho Danh á. Cho Danh á. Vậy thì sau đó bao lâu thì em thuyết phục được với mẹ? Và mẹ cảm thấy coi như là không có buồn nữa. Cũng cỡ một tháng. Một tháng thì khi mà em nói mẹ con muốn ngồi nói chuyện với mẹ là hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Bộc bạch hết tâm sự, những cái điều mình muốn nói, những cái điều mẹ muốn nói. Nói bây giờ mẹ bên bển neo đơn quá. Vì giờ đây thì ở bển không ai lo cho mẹ này kia. Thì ba mẹ là sắp tới là lên con Thư, là lên cho em. Là ở với nó, tại vì con Thư nó muốn ba mẹ lên ở với nó. Thì ba mẹ cho phép con về đây. Ai muốn nói sao ở rể, nói như nào mặc kệ người ta đi. Con còn sống cho hạnh phúc của con, không quan tâm tới ai. Đúng rồi. Trời ơi, chúc mừng em Vi ơi Vi. Vi bây giờ cái công của mình 10 năm trời giờ mình được đền đáp quá hóp luôn còn gì nữa đúng không? Thật ra là khi mà có anh Danh về á, nó giống như một cái trụ cột mà con cảm thấy rất là an tâm mà cũng là một cái rất là an toàn cho con. Đúng tại vì rồi. Con hơn mà chưa khi mà khi chưa cưới á, mẹ bị nhập viện á.
thì chỉ có một mình con, 1-2-3 giờ sáng ngủ trong bệnh viện là chuyện bình thường. Cứ 1-2 tháng là hoài à, con cứ ngủ mà trên trong hành lang với ghế đá bệnh viện đó. Cứ lúc đó nhiều khi con cũng siêu nhân lắm kìa, đưa đẩy mẹ vô rồi con giật cái xe đẩy đó. Mà cứng lắm, mà lúc đó không hiểu sao, bình thường con sẽ không giờ giật nổi, mà lúc đó là con chỉ biết là tông mẹ vô cái cửa của cái của cấp cứu và con mở cái xe ra thôi. Thì nhưng mà khi mà lấy anh Nhan rồi á thì nhiều hôm mà mẹ có việc gì á, anh ơi có là cầu cứu là kế bên liền, rất là đỡ. Thôi, mẹ giờ chắc mẹ cũng mãn nguyện lắm hả? Chắc mẹ chắc thương mẹ rất là thương anh Nhan luôn á. Dạ, cứ sáng sớm mà con nay muốn ăn cái gì, muốn ăn gì mẹ nấu đều những món anh Nhan. Rồi như vậy là hai đứa là cưới, nếu anh đó không lầm là cưới trong cái giai đoạn dịch đúng không? Ủa lúc đó là cưới xong rồi mới dịch. Không, tụi em khi mà tụi em quyết định cưới là tháng 9 thì tới tháng 4, tháng 4 là bắt đầu nổ ra cái dịch lớn nhất. Cái đợt dịch mà phong tỏa khắp thành phố luôn. Thì lúc đó là coi như rung hết, tại vì là đặt tiền nhà hàng ngay từ trước rồi. Đầu năm là đã đặt mình, tiền nhà hàng rồi. Tháng 4 dịch đúng không? Tháng 4 là tháng 4 dịch là đặt nhà hàng là tháng 9 là đám cưới rồi. Trời ơi, đúng rồi. Rồi cuối cùng sao có cưới được không? Là coi như là tiền nhà hàng là coi như bỏ. Tại vì tới tháng 9 là vừa hết tháng 9 mới có cái lệnh, đầu tháng 10 là lệnh đãi được có 2 bàn 20 người, gói gọn hai bên gia đình 20 người. Rồi sao? Đãi được trong gia đình hai bên dòng họ là được có 2 bàn thôi, 20 người với hàng 20 người. Giống như buổi ra mắt này. Dạ, giống như buổi ra đám mắt. Đám hỏi rồi, đám hỏi, đám coi mắt đồ này kia nọ. Thậm chí là cái buổi đám cưới mà nó còn ít người hơn là cái buổi mà đám hỏi nữa. Cái lúc đó cái cảm xúc của em sao Vy? Dạ, trước đó con khóc hoài à. Đêm nào cũng khóc, ngày nào vậy? Cũng khóc. Kiểu sao số mình lại như vậy, đám cưới cũng không có được trọn vẹn nọ. Thì tại vì trước đó mình một cô gái nghĩ rồi là đầu đám cưới mình sẽ như cột tích nọ rất là nhiều. Đúng rồi, câu chuyện của mình cũng gần giống như là một câu chuyện phim rồi. Mà bây giờ mình lại lấy được idol của mình nè. Mình muốn cả thế giới biết được là ờ đó, cái điều mong muốn của mình đã thành hiện thực đúng không? Đó, nhưng mà thôi. Thôi, mai mốt á, khi nào có con á, làm đám cưới luôn lần coi như làm lại. Không, ủa bây giờ có con chưa? Dạ chưa. Chưa, chưa hả? Rồi về có tranh thủ không vậy? Bao lâu rồi nè, bao lâu rồi nè? Dạ cũng rất là nôn nóng rồi, chắc cũng cả năm nay rồi, từ trước cưới là có nghĩa là sau khi mà hai bên gia đình gặp mặt đám hỏi xong á là em qua em ở rể luôn, ở luôn là nói chung là xong đó, hết luôn rồi đúng không? Dạ từ đó là hai bên gia đình cũng nói là thoải mái đi tụi con, xả láng đi tụi con đúng không? Dạ có em bé càng tốt, trước đám cưới càng tốt nữa. Nhưng mà Vy thì chắc chắn là muốn rồi đó. Nhưng mà không biết Danh thì có muốn có em bé không? Em thì cũng muốn rồi anh Thuận, rất là muốn luôn nhưng mà nó chưa ra đúng không? Dạ chưa, tới bữa nay thì vẫn chưa ra đúng không? Chưa. Rồi yên tâm đi, xong chương trình này rồi á, tôi hy vọng là với một cái buổi sáng như thế này, với cái mỏ của tôi đó, tôi sẽ hy vọng tôi sẽ mang đến một cái niềm may mắn đến cho hai vợ chồng. Dạ cảm ơn anh thầy mụ đó. Dạ em muốn miếng sữa xong em chút tiền. Rồi em nói với anh Thuận biết chứ, thiệt nhiều khi á vợ em thấy nhỏ em của con á cô, là hai đứa mà sanh năm một, trời nôn, bà này má nôn cực kỳ luôn. Cái tháng dịch đó anh, bà cứ kêu anh ơi lên cài kiếm con, lên cài kiếm con. Trời ơi, em nổi da gà luôn á, em ớn lạnh luôn á. Có nhiều đêm á anh, có nhiều đêm á nhắn tin sao ở dưới hoài vậy, sao giờ này chưa lên ngủ, nói anh coi đá banh. Em ngồi tới 3 giờ sáng luôn, không dám lên. Phải lên là cài đúng không? Lên là cài, lên là cài, không dám lên. Cày sâu thuốc mỏng. Có nhớ tần suất một tuần đó là coi như là ngày nào cũng đều đều á, ngày nào cũng cài. Tới tận bây giờ luôn, cũng tối này luôn. Tối hôm qua nè, tối hôm qua cũng vậy. Coi anh ơi, cái ngày này là ngày cao điểm nè, ráng đi anh, ráng đi anh. Nói hồi em ơi, sáng mai đi quay sớm sao mai là... có cài không? Không, qua xin nghỉ một bữa chứ không thôi là sáng nay là khỏi đi luôn á. Nhưng mà yên tâm, hôm nay về là phải cài liền, nghe chưa? Tại vì anh chút một cái là thả liền, là cài sâu cuốc bẩm liền cho anh nghe. Cài hùng hục cho anh luôn nha. Rồi thực ra là cái việc mà cài ngày cài đêm á thì nó cũng nó cái đó cũng không phải là cái giải pháp để mà có con đâu. Thực sự tại vì nó thì đàn ông thì biết rồi đó đúng không? Nó liên tục như vậy á thì cái nó mệt.
nó mà yếu yếu đi, tinh binh nó không có nhiều hết trơn á đó, thành ra mình phải mình phải tư vấn bác sĩ, mình phải này kia nọ để mà mình tìm cách mình và là kiếm con. Rồi hôm nay là sau khi ông mụ ông chúc rồi đó nghe, là bắt đầu là tụi con về, tụi con cộng thêm với cái gọi là bác sĩ á, cộng thêm cái lời khuyên của bác sĩ rồi từ thức ăn thức uống này kia nọ, đó là chắc chắn là có thôi. Thật ra mới có 1 năm thôi đúng không? Dạ đúng, mới có 1 năm thì chưa nôn, thấy người ta bạn bè nó phải bạn các bạn phải phải bỏ qua cái việc gọi là mình mong muốn nôn quá đó, đúng rồi nôn á, bỏ cứ đi để cứ, kệ bà nó cứ tự nhiên anh nghe đúng rồi chính xác, chính xác thôi. Chắc lẽ là cái giai đoạn mà các bạn yêu nhau nó cũng đẹp nè, rồi cái chuyện mà đi đến hôn nhân chắc chắn là nó sẽ không có những cái trục trặc gì nó xảy ra, đúng không? Bây giờ chỉ có chuyện là chưa có con thôi, trục trặc là chuyện đó thôi. Nhưng mà bây giờ tới cái phần này mới hay nè, cái phần này mà nó khai phóng hết rồi đó chị, là bây giờ tật xấu của các bên đó nó có nhiều hay không, và nhân cơ hội này mình nói ra hết đi. Đó bây giờ anh hỏi em nè, idol em nè, idol chồng em nè, dạ có bao nhiêu tật xấu? Nghi chắc có cũng dím à, có không? Idol dạ, mà có. Tại vì giữ thể diện đó chắc idol dạ, có không? Dạ có nhiều luôn. Thôi rồi bây giờ con giữ, bữa nay con kể kể thử coi. Anh Danh thì cái vật là ngủ không mới kêu rất là khó, kêu mà anh là không bao giờ được hết. Con bây giờ là con phải dùng cái chiêu là con lấy cái gối con đập mới chịu dậy, chứ sáng dậy là dậy không được, cứ dậy thích đó nướng đúng không, nằm cứ ỉ ai ôi cứ nằm hoài không chịu dậy mà kêu dậy rất là khó. Ví dụ, ngủ rằng không bao giờ dậy. Ví dụ đi quay là 8 giờ là có mặt nha, là em là để chuông từ hồi 6 giờ cho tới 7 giờ là một cách 5 phút lần, nó phút phải lần. Reo liên tục thì mới dậy nổi, mà cứ nghe reo cái lại tắt, reo cái là tắt, reo tắt. Mà mấy bà này bà chơi bà lấy gói á, bà kêu hoài không được, bà lấy gói bà đập vậy mình quạo chứ. Quạo luôn. Quạo luôn. Làm gì đập dữ, kêu bình thường không được á. Nó kêu bình thường anh đâu có chịu dậy đâu. Đó. Xịt nước á, xài bình xịt nước cho tưới hoa. Xịt nước thì hồi xưa mẹ không có xài. Như là tưới hoa vậy đó con. Trời ơi mới đập gói mà nó đã cọc gì rồi. Còn xịt nước nó cọc tới cỡ nào nữa. Như cọc lần à chứ. Rồi. Nhìn có hôm á, à cái tật nữa là ở dơ. Ở dơ lắm hả? Cực kỳ luôn. Trời ơi một cái em, trước khi em thụ hưởng nước ảnh rồi đó. Có bây giờ em suy nghĩ trong đầu ảnh một người đàn ông, một idol của mình, anh ấy ở dơ như vậy không? Dạ không, không bao giờ hết, một cái khái niệm hoàn toàn khác luôn. Trời ở trên phim thì lộng lẫy luôn. Mà về nhà thì mà bình dân rồi mà còn hả? Nhìn rất là tối không chịu, không bao giờ chịu đánh răng nè. Không chịu đánh răng, cứ sao không đánh răng. Thôi để lát anh ăn 2-3 giờ sáng rồi anh ngồi dậy anh đánh. Cứ vậy mà có không bao giờ đánh khi ngủ quên luôn. Rồi tối thì đang ngủ, con nghe cái mùi nó chua chua. Nhà con hãy có mấy cái bịch sữa chua ngậm. Tối con vừa ngủ vừa ăn luôn. Trời vừa trời. Đang vừa ngủ mà. Cứ vậy vừa là, ngủ vừa ăn. Là vừa, ngậm luôn hả? Dạ, là ngậm dâu đó. Dạ, vừa ngủ thật đó cái bịch mà cái bịch mà mình cắn bịch, ra dạ, sao đúng mình rồi. Đó, phải không? Dạ. Tại sao không giống ngủ vừa ăn. Ngậm nấm vú vậy ông nội? Sao ghiền dữ vậy đó hả? Cái sở thích của em là ăn đêm ăn giặt á. Thì nhà xúc xích rồi dâu này kia thì lâu là ưa lên tối nằm cái ăn xong rồi bỏ cái bịch đầu giường ngủ. Rồi kiến không luôn. Mà tối mà uống sữa chua mà không đánh răng thì cái miệng nó chua đó cỡ nào. Dạ. Đó. Sáng mà phun ra một cái là giống như giấm vậy đó. À. Còn gì nữa không? Dạ thôi chỉ có vậy thôi thì không còn xấu nào hết. Ủa vậy đó hả? Cọc dạ, có hai thứ à? Nó cọc cần không có hai. Cọc thì không có cọc, không có cọc lắm đâu cô. Thì con cọc lại hơn nhiều hơn. Rồi bây giờ hỏi nè, nghệ sĩ nhưng mà có lãng mạn hay không? Có chuẩn bị làm những điều bất ngờ cho vợ trong những cái ngày đặc biệt hay không? Dạ không, anh Danh thì không có cái tính lãng mạn. Dạ vậy con nói thì mới làm, còn không nói thì im luôn. Dạ nhưng mà tối thì con dựng lẫy, thì có nhiều khi con dựng lẫy con nói là hôm nay anh biết ngày gì không, thì bắt đầu là tối anh chở vợ đi ăn nha. Vậy thôi. Phải không? Nhắc nhở anh dạ đúng không? Phải nhắc em nhở. Không có lãng mạn luôn. Con thấy lãng mạn này kia nhiều khi nó giống phim quá hả? Giống phim quá, nó không có thực tế. Ví dụ ngày gì mình cứ xìa tiền ra cái là cười liền. Mình thực tế thôi. Rồi sao nè, bây giờ tới vợ đó. Vợ em chắc gì? Không có tật xấu đâu đúng không? Không, cũng đầy rẫy hết á anh. Đầy rẫy. lúc mà quen á,
một câu dạ, hai câu dạ, hiền dữ lắm, nói cái gì cũng cười con dạ, mà cưới về như con cọp. Vậy hả? Dạ. Như con cọp luôn. Nó tuổi gì? Nó tuổi gì? Dạ. Tuổi heo cô. Tuổi heo mà nhiều khi cọp vậy đó. Tuổi con heo nhưng cốt con cọp. Cốt con cọp. Dữ lắm. Mà cứ tật lải nhải. Có một chuyện thôi mà nhải từ sáng tới chiều. Nói hoài luôn hả? Nói hoài luôn. Thí dụ mà cái mật khẩu Facebook thì đã quen từ lúc xác định quen là nó nói rồi, không cái gì nó cũng phải có một cái mức độ tối thiểu không gian, mà suốt ngày cứ mật khẩu Facebook mà nói từ cái lúc mà quen tới lúc cưới tới bây giờ luôn. Mà cuối cùng em có cho bảo mật khẩu không? Không cho là không cho, cũng lì chứ sao mà cho, nhiều khi mình còn không nhớ nó là cái gì nữa tại vì nhận diện gương mặt không ạ. Nhiều khi nửa đêm ngủ luôn nha cô, kêu dậy 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 mật khẩu Facebook là gì? Bị điên á trời, giờ này nửa đêm mà cùng hả? Không, tại ba chơi chiều quá luôn. Thường ngủ á, ngủ gặp mơ 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 cái nói ra. Dạ có, cái nó còn còn có chơi. Thì nhiều khi anh nói mật khẩu là gì vậy anh, mà anh còn đang ngáy ngủ. Mật khẩu là gì? Nói gì á không hiểu. Nhưng mà vẫn nói là mật khẩu khẩu chứ chưa có nói rõ ra là gì. Lý do hỏi mật khẩu là sao? Là bởi vì chắc chắn là phải có nghi kỵ một gì đó. Có ghen không? Ghen. Ghen ghê. Lại nhảy rồi là một rồi nè. Hai là ghen. Ghen vừa ở nhà không sao nha, vừa nói thôi anh đi làm anh đi tập bên chỗ này chỗ kia là vừa mới ra nhà chưa tới chỗ nữa, mới chừng 15-20 phút là gọi nội rồi, mình bắt lên thôi cái gì gọi hoài vậy, mới đi ra khỏi nhà nó không em hỏi của anh tới chưa. Xạo. Là mình vừa tới nơi là gọi FaceTime liền. Nói anh uống cà phê chưa, giả bộ để hỏi để coi xung quanh là ai là ai đó. Còn ở nhà nha, điện thoại mà nghe tin nhắn mà nghe cái tin cái là chạy để chụp điện thoại lên liền. Coi điện thoại con có giấu không? Không, điện thoại con điện thoại thì không, chỉ có Facebook là giấu chỉ thôi. Có mật khẩu Facebook riêng cái đó là giấu thôi. Ủa nhưng mà bây giờ dễ ẹt à, đã lấy được điện thoại là coi được Facebook rồi. Dạ. Cần thì hỏi mật khẩu thì đó, bởi vì nó mới vô lý đó anh Thượng. Nó mới vô lý đó, có nghĩa là đã mở lên coi được hết tất cả mọi thứ rồi, mật khẩu điện thoại đâu có giấu. Hay là bà muốn khóa Facebook em luôn. Chắc vậy quá, muốn độc chiếm riêng hay gì á. Mà phải đòi cái mật khẩu Facebook cho bằng được. Nhưng mà anh hỏi nè, hiểu. Em đóng phim, em sẽ đóng với nhiều cô gái đẹp, diễn viên đẹp. Dạ. Có bao giờ bà ghen không? Sao không? Cái vụ mà ghen với diễn viên đẹp á, có chuyện nào vui kể nghe chơi. Không, ghen. Nhưng mà ghen là biết lựa chọn lắm anh. Ví dụ đóng với những chị mà lớn tuổi hơn thì cái giống chị Ngọc Lan là không bao giờ ghen. Phải biết lớn hơn mình. Ngọc Lan mập á? Không, Lan kiều nữ là không bao giờ, không bao giờ nha. Nhưng mà còn mấy nhỏ mà mới á, đẹp á, là bắt đầu là kiếm chuyện. Bả ghen mà bả cũng lựa chọn nữa. Ghen mà lựa chọn. Đâu, kiếm chuyện sao? Kiếm chuyện. Hỏi đóng gì, nay đi đóng nhỏ đó hả? Rồi có hỏi han gì không? Nói hỏi han gì? Lên nó gặp nó ngồi nó thoại kịch bản nó chứ hỏi han gì? Rồi lâu lâu nhỏ nó nhắn tin, dù anh Danh ơi cái lịch của anh ngày tới là tập sao cái ngồi nó này nhai. Ủa tại sao nó phải hỏi anh lịch như vậy? Ủa thì người ta hỏi lịch tập bình thường mà anh. Ghen đó. Mà tại sao lại nhắn tin vào cái giờ tối này? Tại sao không đợi sáng nhắn? Nó ai mà biết người ta đang cần lịch, người ta hỏi diễn viên gấp thì người ta nhắn giờ này sao anh biết anh trả lời được. Đó. Em mệt lắm em. Mệt lắm chứ bộ. Nhưng mà giờ vậy sẵn vậy là con mong muốn vợ con thay đổi cái gì? Thì cái tính ghen đó con. Cái ghen mà ngồi tự một chỗ mà tự suy đoán, liên tưởng từ đó, liên tưởng suy diễn tất cả mọi thứ á. Thật ra nãy anh hỏi có mệt hay không á, là thật ra cái ông này cũng không mệt đâu, mà em mới là cái người mệt. Mệt lắm, trời ơi, vừa coi điện thoại kiểm tra gọi điện thoại rồi coi đang ở đâu này nọ đồ, rất là mệt. Rồi con sao, con có ghen không? Dạ thật ra thì cái việc mà coi điện thoại á thì không phải là con muốn rà soát hay là muốn coi muốn gì hết, mà con chỉ nhiều khi là những cái câu mà ảnh hay nói chuyện với bạn một cái thoại thoại rất là vui, con chỉ đọc đi chơi, xong rồi những cái lịch người ta nhắn cho ảnh là hôm nay làm cái gì lịch làm gì, thì nhiều khi con cũng là người nhắc ảnh nữa để con đọc, con biết được cái lịch và con nhắc luôn. Chứ không phải là con muốn kiểm tra hay là cái gì hết á. Thiệt không? Dạ thiệt. Vậy giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Anh thì cái tính là nghệ sĩ, rất là nghệ sĩ. Nhiều khi là cũng anh nên gọi là quan tâm tới vợ hơn và tới nhìn ngó tới gia đình, giúp đỡ nhiều hơn trong việc nhà. Chỉ là anh về xong anh quay về cái là anh mệt quá, rồi anh nằm anh ngủ.
vậy đó. Chứ không có dòm ngó là ừ nhà cửa hôm nay làm sao, rồi vợ làm cái gì. Ít có khi nào hỏi mà phù hợp việc nhà. Dạ. Nên quan tâm tới vợ và coi có việc nhà hơi xíu ạ. Không, cô thấy vậy nè, thực ra nói sao ta. Bây giờ á, cái nghề của tụi cô á, đúng không? Bây giờ nghề của tụi cô á là cái chuyện mà lấy một cái người ngoại đạo á thì chắc chắn là những cái người mà ngoài nghề họ sẽ không thể nào mà hiểu hết được cái chân tơ kẻ tóc của nghề nghiệp như thế nào. Mà càng không hiểu á thì lại càng phải suy diễn, càng phải tưởng tượng tại sao lại thế, thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng mà con cứ tưởng tượng vậy đi nha. Con đã yêu thầm ảnh tới 10 năm trời, con mới chiếm đoạt được ảnh, đúng không? Thì con cứ nghĩ đi, không phải một mình con mà sẽ có rất nhiều người như con. Đúng không nè? Đúng. Và khi con đã chấp nhận lấy ảnh làm cái nghề này, một người diễn viên, thì con phải chấp nhận những cái chuyện tương tự như vậy, đúng không? Để chi? Để mình đừng có suy nghĩ nhiều về cái việc đó để mà mình mệt não. Đúng không nè? Đó. Và con phải lường trước là nó là vậy. Thế thì cái việc mình giữ chồng của mình trong cái nghề diễn viên á, không có đơn giản là mình chỉ có kiểm tra điện thoại, mình kiểm tra Facebook, hoặc là mình điện thoại liên tục, hoặc là mình xem anh đi với ai làm cái gì là được đâu. Cái người nghệ sĩ họ ngộ lắm. Họ có thể say nắng ngay liền lập tức với cái vai diễn đó, với cái người phụ nữ đó. Nhưng hết cái phim đó hoặc là hết cái buổi tập đó là họ hết. Tại vì họ không có những cái cảm xúc đó, họ không làm việc được. Nó khổ vậy đó. Thế thì bây giờ nếu cái người vợ khéo không bao giờ mất chồng, nhưng cái người vợ không khéo là cái say nắng đó nó đưa đi luôn, cảm nắng rồi xong rồi nó xỉu, nó vô nhà thương luôn. Ý là như vậy, hiểu ý cô không? Tôi hiểu. Thành ra tại sao ảnh chọn lựa con trong muôn vàn những người khác là bởi vì ảnh cảm giác một sự an toàn, vì con là vợ, con phải là người yêu. Và ảnh cũng không có muốn xà rần nữa, đúng không nè? Đúng. Thì con phải tạo cái không gian đó cho ảnh. Ví dụ tụi cô đi làm về, ngay cả cô phụ nữ cũng vậy, quay xong nó mệt lắm, tại mệt sức không hết mà còn mệt não nữa. Mình còn phải đến khi mình về là mình chỉ muốn là mình về đúng cái ổ của mình. Mình nằm đó, mình không cần phải giữ ý giữ tứ, mình không cần phải phòng thủ, mình không cần phải lường với lợi, nhìn trước nhìn sau, ngó trước ngó sau để thủ thế coi có ai hại mình không. Mình chỉ biết là mình về cái chuồng mình xả ra rồi mình ngủ, bắt đầu cái não mình nó thả ra, nó renew trở lại để ngày hôm sau mình làm việc. Con hiểu ý cô không? Con hiểu. Thành ra là con cứ nhớ cho cô một điều là khi nó đi làm là nó cũng sẽ có những lúc nó phải say nắng, nó phải thế này để nó vô cảm xúc vai diễn thôi. Chứ không có cái gì hết trơn á, con hiểu không? Nhưng mà sau cái đó là tưởng tượng, ôi trời ơi, con hột mít của mình ở nhà nè, mình về là mình sẽ được nói là anh mệt không, để massage cho anh nha, hay là anh ăn gì chưa, tôi đi ngủ đi, ngủ đi, ngủ liền giùm tôi cái đi, để mơ còn đi làm, ví dụ vậy. Thì không bao giờ con mất chồng. Anh, nó là cái niềm tin trong đời sống vợ chồng, hơn tất cả đó là cái niềm tin ở người bạn đời của mình. Thế là gà nãy như anh nói, ghen, cái người ghen là cái người rất là mệt mỏi. Thôi bỏ qua hết để mà chuẩn bị, để chuẩn bị chúng ta chào đón một cái cuộc sống mới với một thành viên mới trong năm nay hoặc trong năm sau. Đúng rồi. Mình để sức mình có con đi con các, ơi. Các bạn phải hạnh phúc bởi vì là các bạn đã tìm được cái người mà tâm đầu ý hợp với mình. Đúng chưa? Đã lựa chọn được hạnh phúc rồi. Đó, các bạn lựa chọn được hạnh phúc rồi. Các bạn thì mình phải đặt mình vào đối phương. Đúng rồi. Để mình hiểu, để mình yêu thương, con hiểu chưa? Và anh chúc cho hai vợ chồng Công Danh như Vi nghe. Không lâu nữa đâu. 1 tháng, 2 tháng nữa bác sĩ báo tin vui. Và qua năm sau các bạn sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của Công Danh, đến với gia đình của Vi. Cảm ơn anh.